Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video của Top Tin Tức. Sự thành công và nổi tiếng của Sang Vlog trên lãnh địa YouTube mảng ẩm thực, sinh tồn thì không ai còn xa lạ nữa. Để kiến tạo nên một kênh YouTube đồ sộ như ngày hôm nay, Sang Vlog đã hết sức nỗ lực cùng với chút may mắn. Bất cứ một công trình vĩ đại nào trên thế giới cũng đều bắt nguồn từ nền móng và những viên gạch đầu tiên. Để có một kênh YouTube lớn lên đến 4,26 triệu người đăng ký, Sang Vlog cũng phải bắt đầu từ những video đầu tiên. Video kiến tạo nên sự nghiệp YouTuber rực rỡ của Sang Vlog chính là phát hiện tổ chim khổng lồ trên nóc nhà và điềm báo xui xẻo. Đó là một ngày trời mưa nặng hạt, Sang Vlog nghỉ làm phụ hồ ở nhà. Trong căn nhà tranh vách nứa, Sang nghe thấy tiếng con gì rất lạ phát ra trên mái nhà. Anh quay lại video để thu lại tiếng kêu đó. Đoạn video trời đang mưa và không gian căn nhà tình toàng, nghèo khó của Sang đã gây chú ý. Khi trời tạnh mưa, Sang đã trèo lên nóc nhà và phát hiện ra tiếng kêu lạ đó là những con chim non. Chúng đói ăn nên kêu thảm thiết cả ngày. Sang đoán mẹ của lũ chim đã gặp nạn nên không thể đem mồi về cho chúng. Sang bắt lũ chim về nuôi trong lồng. Đây là một giống chim lạ, có đôi cánh giống bìm bịp nhưng không phải bìm bịp. Có cái mỏ gần giống diều hâu nhưng không phải diều hâu. Sang gọi đó là giống chim lạ vì Sang cũng chưa thấy chúng bao giờ. Cách kể chuyện khéo léo của Sang cùng cảnh quay ngôi nhà tình toàng cũ kỹ đã thu hút nhiều người xem. Con chim lạ mà Sang bắt được cũng khiến nhiều người tò mò. Phát hiện tổ chim khổng lồ trên nóc nhà và điềm báo xui xẻo là video đầu tiên trên kênh Sang Vlog. Đăng tải từ ngày 19 tháng 5 năm 2019, tính đến nay, video này đã đạt 3.052.294 lượt xem với tổng 44.000 lượt thích. Điều đặc biệt ở video này là đến nay vẫn còn rất nhiều người xem. Một số khán giả hâm mộ Sang Vlog đã lấy video này làm tấm gương để phấn đấu trong quá trình vượt khó vươn lên. Một khán giả bình luận, 2023 còn ai xem, anh Sang mãi là động lực của em. Tính đến nay, Sang đã đăng tải lên kênh 633 video, các video sau này được Sang thực hiện chỉnh chu và vô cùng đẹp mắt. Nhưng với những người yêu mến Sang và chính bản thân Sang, video phát hiện tổ chim khổng lồ trên nóc nhà đã kiến tạo nên một YouTuber số 1 về ẩm thực. Một YouTuber có đủ cả tâm và tài, nổi tiếng nhưng vẫn giữ nét vô cùng giản dị. Điều đặc biệt, Sang luôn ủng hộ, giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn nghĩ sao về video này của Sang Vlog? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Top Tin Tức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.